mà mua đem về Mỹ được nè. À. Cái cọng lục bình trước đó anh Phương đang thành gì đó. Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng có mặt tại xóm Việt Kiều này, thấy cuộc sống của cô chú, của bà cụ bây giờ cũng có nhà. Yeah. Mặc dù là trải qua một đêm kinh hoàng, phải nói không kịp thì chắc là cũng khá nguy kịch. Mà ngày hôm nay thấy bà cụ ngồi đây, mặc dù sức khỏe hơi yếu một tí xíu. Yeah. Nhưng mà ngồi ở trên này nó bớt chồng chềnh và bớt chóng mặt hơn nữa rồi. Yeah. Tự nhiên mấy anh em tụi con á, em tụi em thấy vui. Yeah. Nghe gần ngôi nhà này cất hơn 50 triệu mà. Yeah. Đúng không chị Trân? Dạ, dạ. Dạ, tiền đó là anh ba mới chia sẻ là cũng mượn này người đầu này đầu kia hả? Dạ. Rồi bây giờ mình lên đây cuộc sống sao rồi? Dạ, cuộc sống cũng rất là cũng im, như là không có sợ, như là nằm dưới ghe, như mình sợ ghe mình mục, nó như sợ nó sức mẻ là như là hồi đầu nào mình không có biết, như mình sợ vậy đó. Dạ. Mục nát hết rồi mà trong cái đêm đó nhờ anh em á, không có đi mặn giỡn trà người ta đó hen, nếu mà giỡn trà người ta cũng biết, mẹ con cũng biết làm sao nữa. Rồi cái ghe hùng cá hai chiếc nó chạy nấu đuôi, cái nó giật ghe đi, cái nghe một cái gắt mà mẹ nó chết rồi chơi nơi sao cái ghe một cái gắt vậy. Em lồm còm ngồi vậy, em kêu mẹ ơi chết cái ghe, mình sạc hai ghe rồi. Anh em mới la lên vợ chồng anh ba với anh Tư bển phóng qua tiếp. Ở ghe anh Tư cuộn cái sợi dây chằng đó, cái mục cái mũi anh mục cái lá thì cái mùi mục đó giật qua tới ghe ảnh, nó chết mẹ cái ghe tao xứng cây cột. Xứng cây cột hả? Dạ. Rồi cái mới biết sao giờ mới gịch mẹ ra đi, chiều sáng lỡ mới mấy đứa cháu đó nghỉ hè với anh ba, với mấy đứa con anh ba tiếp vớt đồ ra, quần áo như nồi này kia nọ đó ra 50 triệu, với cô dì Tư cho mượn được mấy chục triệu nữa mới nhắc nhau cắt cái nhà này với chồng bà chính này tiếp cắt văn là bao nhiêu tiền còn hết là vô 110 triệu. 110 dạ. À. Là dân công nhà chứ nếu như mà người khác ở thợ làm nó chắc khoảng ra 140-150 vậy rồi. Không biết luôn đó. Cái này dân nhà các anh ba với con anh ba với anh năm anh Tư với là ha, chồng bà chính với Út Thảo năng nghỉ nghỉ như là một tháng vậy đó. Nhưng mà 110 triệu chắc thấy cái nhà này bề ngang khá nhỏ quá không chị, bề ngang chỉ có 4 mét hả chị? Dạ dạ, bề ngang 4 mét dài bao nhiêu? Dài mười mấy thước vậy đó, mười mười bốn mét mấy. Dạ. Ở nhà cũng bằng những cái cây đố, không phải là đố sắt nữa mà tận dụng bởi những cái cây cũ á. Dạ. Bởi cũng bằng cây bằng đằng, cây gỗ bạch đằng đúng không chị? Dạ dạ. Tay cũng bằng bạch đằng. Thì nếu mà không quay đó thì cả nhà không biết là thợ hay là dân nhà, thì đây là cả nhà thấy là dân nhà cắt, cho nên cái cột không có xẻ để mà bắn ốc thẳng luôn vô. Đó, bắt ốc chắp vô cọc cái nữa nè. Cái gì làm cái đó thí đại luôn đó. À, có nhà ở hợp lại để mà dựng lên một cái căn nhà như thế này. Dạ. Gọi là che mưa che nắng đúng nghĩa. Dạ. Vậy sau khi cất đó bây giờ cuộc sống của mình sao? Sống cũng ổn định, em còn đi làm cho anh ta. Mẹ về mẹ bệnh, giờ em bệnh người ta không có cho mặn nữa, bị giấy á, không có giấy. Giấy cho mặn. Mẹ ta có giấy hợp lệ mới cho mà làm. Chị còn cắt lục bình không? 4-5 tháng nay mẹ đau qua xoay bên tai biến em không có cắt nữa. Bà cụ bị tai biến luôn rồi hả? Dạ. Bị tai biến còn mấy tháng luôn đó hả chị? Dạ. À. Cụ nhớ con không? Nhớ. Con tên gì? 11. Cụ nói là mừng à. Còn bên đây là chị ba mẹ của Phượng nè. Dạ. Có đứa gái rất là dễ thương. Cùng nhau phải nói là về lại. Dạ. Việt Nam dòng nhau về, dòng nhau bởi những cái chiếc xuồng đó anh Phương, đèo nhau về, gạch nhau về, cũng về. Dạ. Là mấy ngày hả chị Trinh? Từ Vinh Dũng xuống đây lần tuần lễ chẳng. Tuần lễ, một tuần lễ là phải xông nước nha, vừa đem theo đủ gạo dự trữ rồi thức ăn nước mắm gì ở trên đó. Dạ. Có những trận về phải nói thập tử nhất sinh, mà nếu như sóng lớn phải nói chìm xuồng là nó chết hết luôn. Dạ. Có những đêm là phải múc, nước nó vô là phải múc. Rồi sóng gió chập chờn, đây là cô chú anh chị sống ở Tung Sa Năng, gần ở ngay cái khu vực biển hồ của Campuchia, nơi đó cá nhiều. Anh nữ bây giờ ở trên đó hết cá đánh bắt cũng khó nên trở về lại đây để mà sinh sống. Sống cái nghề rất là
tạm bợ đó là đắp đổi qua ngày thôi, cắt lục bình xong phơi khô. Dạ. Đang bán một cái như vậy là chỉ có ba mấy ngàn à, phải không chị ba? Dạ, sáu cái mà 200 ngàn. Sáu cái 200 đó. Và lục bình của mình nha, không của mình hiện tại giờ tôi còn đang đương mình đang cắt nha, có nghĩa là mình phải cắt về bỏ lên xuồng đem về nhà phơi lên cho nó khô, xong đó mình đang theo người ta mình mới được 35 ngàn một cái. Bạn trước cũng thấy đang cái gì cái có mấy ngàn rồi mà cái vỏ nhỏ gì bây giờ đang cái bự. Mỗi một ngày đang như vậy là được mấy cái chị ba? Dạ. Mỗi ngày đang được mấy cái? Ngày mô tôi đương hơn ngày. Xích qua đây đi chị. Dạ, dạ dạ. Hơn ngày có một cái hả? Dạ. Ừ. Cái bự lắm, cái bự về nắp về. Mà cái đó là gọi là cái gì? Chị ba cho Năm chạy bệnh lấy cái vỏ qua cho mấy ổng thấy chị Năm. Không biết cái gì. Em mấy tháng nay em có màng bà chơi bà chính này nè. Bà mới nói thôi chị ơi, chị em giữ mẹ ăn buổi buổi vậy đó, chị chặt lục bình hơi đi rồi chừng nào người ta có khuôn vừa vừa đương kiếm tiền. Anh Phương cũng là Việt Kiều nè. Dạ. Nhưng mà anh thì sống ở Mỹ cũng ba mươi mấy năm rồi. Dạ. Cũng 37 năm hơn Phương. Anh đi từ nhỏ. Đi từ Mỹ luôn rồi. Dạ. Hôm nay là có dịp anh về lại Việt Nam. Dạ. Trước là em giới thiệu về hoàn cảnh của bà với lại mấy anh mấy chị để cho anh biết thêm về cái cuộc sống của cô chú ở xóm Việt Kiều về. Dạ. Hai nữa tí xíu nữa anh có cái phần quà gửi cho mấy chị với cô chú. Dạ. Anh Phương thấy sao? Anh Phương thấy cuộc sống của mấy cô chú này sao? Khổ. Mà nói ngay các cái nhà này không được dám mua luôn ăn. Dán nè, dán cũ nè. Dán dè. Bà nói có nghĩa là con ngôi nhà này tính ra cắt cũng tiền nhiều. Đây, một cái to như thế này là chỉ có 35 ngàn thôi. 6 cái là 200 ngàn. Đẹp ha. Ờ, trời đang cực lắm. Cái này anh Phương mà mua đem về Mỹ được nè. Cái cọng lục bình trước đó anh Phương, đang thành gì đó. Là đang có nắp gì luôn, quấn gì luôn là mới được 35 ngàn cái. Lớn còn cái lớn nữa. Cái này người ta làm cái thùng đựng đồ đồ đó. Dạ quần áo rồi hai cái này là để người ta xách nè. Đó. Có cái người ta đang làm thảm đủ đứa. Dạ 6 cái mà 200. Chắc dạ khung sắt, khung sắt. Sắt. Dạ mới ta mới đưa keo. Đưa keo cho mình dán vô trong cái cây sắt đó rồi mình mới quấn cái cọng lục bình vô nè. Cái này bền lắm anh. Để làm một cái chiếc cái thùng đựng đồ như thế này bán ra ngoài thị trường ít nhất á, nếu như mà tiền về cái khoảng 300-400 ngàn hoặc là 500 ngàn, còn nếu như được xuất khẩu đi những nước khác thì 1-2 triệu là bình thường. Yeah. Nhưng mà đã có được một cái chiếc thùng như thế này thì kể tiền cắt lục bình, tiền vớt, tiền này là tiền kia là chỉ có được 35 ngàn của người làm công thôi. 35 ngàn nó bằng một bữa ăn sáng một tô phở ở Việt Nam. Mà nếu như mà nói tô phở ở Mỹ như anh Phương nói là tô phở ở Mỹ nó 15 đô thì nó khoảng 10 đô là nhiêu vậy? 300 mấy chục ngàn. Này, ai dám thì cái đó phải này là phải gấp 10 lần tô phở anh Phương. Cái này bự quá, không dám lãnh. 30 mấy ngàn này thì mình mua đồ ăn có thể nấu cơm, có thể mình ăn đi nhà đồ được. Ngày. 6 cái mà 200 ngàn mà được 9 ngày. Để làm ra đồng tiền đâu phải là dễ đâu. Dạ đúng rồi anh Hầu ơi. Chắc giả lắm. Không biết gì người ta bán bao nhiêu mình không biết. Đương mướn người ta. Mình làm công thì lúc nào cũng rẻ hơn rồi. Dạ, so với những người thương à. Đi thương buôn thì họ bán phải có lời. Dạ. Hôm nay là nhà mình ăn cơm gì chị Trên? Hồi sáng nè mẹ bắt đầu ăn cái gì mà gan gà với mày gà mua gì cho bà ăn. Mà cụ thấy hôm nay sức khỏe hơi với cụ năm nay nhiêu rồi? Mẹ năm nay 75 mà nè. 75. Dạ. Nay thấy hơi yếu. Yếu. Hôm trước thì thấy cụ còn khỏe khỏe. Em 2 năm rồi mới quay lại đúng không? Dạ. Con 2 năm đúng không cụ? Ủa, 2 năm rồi cháu mới lại. Cái chân của cụ đi đâu có được đâu. Cái chân của cụ luôn. Bây giờ là đi là mắt có người kè. Em với nhỏ đó kè mà vô phòng cầu mới được chứ bằng không đi không có được. Tại vì cụ sống ở dưới que ghe á. Nữ cứ ở dưới ghe là cứ khòm rồi cứ
bò tới bò lui rồi thành nữa cái chân nó cũng yếu nữa. Dạ, với bác sĩ nó nói là mẹ bị đợt rồi ngạt bên máu não đó, là xây tai biến một đợt trước rồi, bây giờ thêm đợt này nữa là đợt thứ hai rồi, đợt này nặng hơn. Thôi nhưng mà khó khăn thì cũng đã qua rồi. Dạ. Bây giờ cũng có nhà cửa ổn định, chủ yếu là lo sức khỏe cho cụ nè. Dạ. Lo miếng ăn từng ngày, mặc dù là tiền nó làm vất vả hơn tí xíu. Dạ dạ. Nhưng mà mình có gói ghém có gì ăn đó. Dạ. Dạ. Vì mấy thằng cháu lượm hột vịt đó, còn đổ hột vịt nhưng mà kêu mua hủ qua gì xào cho nó. Đi lượm trứng vịt ở ngoài đồng ha. Dạ. Vịt đang chạy đồng. Dạ. Sau hè nhà đó người ta vô học hết rồi mẹ. Ở đây là đỡ cái là trứng vịt đi lượm anh. xin ta lượm ta cho vài trứng vậy hả? Anh ta đuổi trong đồng á, rồi mấy đứa bé tiếp lùa đó, rồi mấy chú mấy cô chăn vợ chủ dịch này nè, thấy mấy đứa nhỏ mày lùa tao đi tiếp với tao đi, tao cho. Em nhớ là mình tổng cộng đây là có 5 hộ đúng không? Dạ. Hôm nay thì trước khi em đến đây á thì anh Phương cũng có cái phần quà, đó là những cái nhu yếu phẩm á để lên chiếc xe. Dạ. Chắc có thể là bây giờ mấy anh em mình sẽ lấy khiên vô ha, gồm có gạo, nước tương, nước mắm, dầu ăn, đường, bột ngọt, phân phần rồi hết rồi. Còn gạo thì mỗi một bao là 25 kg. Dạ. Giờ mấy anh mấy chị chia ra giùm anh. Dạ. Phương ha, mì nữa. Dạ. Mì nữa. Dạ. Dạ. Tôi cũng có xin, cũng có cái lời tôi cũng cảm ơn. Chưa có nhận quà mà cảm ơn gì. Chú cảm ơn hồ lại với cô Tử phòng bụi với một đồng bên mạnh. Dạ. Thường Vân với cô Tưởng rồi với chú anh một đồng với tôi anh. Được lên nhà tôi cũng gắt đổi mang ơn, tôi chẳng nhớ hoài mấy cô mấy chú, tôi không bao giờ tôi quên. Thì bà muốn khóc nữa. Dạ. Kìa nói mà chẳng không có được. Như mình khổ mà mình nói mà như mấy cô mấy chú là giúp đỡ là mừng dữ lắm. Dạ, dạ. Gắt đổi mang ơn mấy cô mấy chú hết luôn. Đi học ở trường ở nhà đen nhà. Cho bà cụ sáu chai, cho sáu chai đi. Cái này cho bà cụ. Cầm đi, cầm đi em. Bây giờ mình được lên nhà mình cũng không có sợ sóng gió lên. Okay. Chỉ mình bây giờ cái này là cho này trước ha anh ha, tại vì anh Phương cũng ngại lên hình. Lên hình thử là cứ đây hôm nay anh Phương gửi chị chai dầu nè. Dạ. Đó, chị ba nữa nè. Dạ. Anh ba chị dạ. Chị năm hả? Dạ. Cho chai màu này đi. Rồi chị dạ cảm ơn luôn. Chị chín. Dạ, rồi với lại anh gì anh ba đúng không? Dạ. Anh Tư, còn anh tư đi làm đi dở trà chưa về. Dạ, còn đây là phần cái này có cụ để sức riêng nha. Cảm ơn người cháu em. Dạ chưa, để con ấy này cái. Dạ. Em tháo này ra luôn nha anh. Cái này là thuốc sức xương khớp đúng không? Cái này là giống như gel chỗ nào nhất á. Dạ. Là cụ sức. Ví dụ như chỗ này nó nhất thì á. Cụ sức thoa vô. Giống như dạng kem nha. Kem á, thoa giống như dầu nóng mình đó cậu. Dạ. Này chị sức không có được uống nha. Có gì chị cho em biết. Dạ, sức cho mẹ chị. Dạ. Dạ. Mang ơn cho mẹ đưa cái học qua. Dạ. Dạ, mang ơn mười học. Dạ. Mang ơn người 500. Dạ, đây là phần quà của anh Phương. Có về đây thì anh Phương gửi cho mỗi hộ gia đình là 500. Dạ. Ê, gửi cho chị Trên với lại cụ ha. Dạ, mang ơn. Anh Phương hả mày? Chị ba. Chị Chính. Đây. Cảm ơn chị. Chị mấy quên rồi? Dạ. Chị Năm rồi dạ. Chị Tư, anh Tư. Anh Tư. Không có. Đây anh Tư là có một em bé tên gì quên mất tiêu rồi. Tên Tú. Tú bé Tú mẹ mới mất. Ở cũng ghe còn ở dưới á. Anh đi nay anh đi dở trà rồi. Này gửi cho anh Tư giùm em luôn. Dạ. Rồi còn thêm cái bao gạo anh ba đâu tiêu rồi. Vô khiên phụ em quá. Để cho nó. Thôi đi ra đây đi ha. Ở đây đi ngày. Tháo ra ngoài mấy chị tháo ra để có chai nữa bể á. Tại có thảo cho cái người đi chai nãy á, chúng ta kiếm lại. Thôi là chưa đi á. Ngày hôm nay thì ngoài cái phần
phần dầu nè, rồi phần thiện kim tiền nè. Anh Vương còn có tặng thêm cái này nè, tên mở cho cô bác anh chị thấy luôn nha. Đây, 5 thùng mì. À, 5 cho mấy bé nữa. Anh 1 đồng á, là anh lúc mà anh ấy là anh khiêng cho mình sẵn rồi. Bây giờ mình anh cầm máy rồi. Xe nhiều quá. Thấy mấy cái phần này thấy vui ha. Anh ba anh phụ em với. Ai 50 kg gạo. Trời ơi. Chưa mệt chưa? Dạ, anh tên Khiên ha. Thôi em lấy luôn cho. Đây là nhu yếu phẩm nè, gồm có nước tương, nước mắm, đường, bột ngọt, dầu ăn, cũng 5 phần luôn. Em lấy mấy bọc bánh cho mấy bé kìa. Anh sắp 5 phần nổi không? Dạ rồi. Rồi, oxy snap cho mấy bé nhỏ nhỏ. Nè kìa. Rồi. Đây. Rồi mấy bé đi học hết hả chị? Này là phần quà của anh Phương gửi hết á. Anh Phương về đây rồi thăm cô chú, gửi mấy phần quà cho bé rồi cho gia đình của mình, coi như ăn tăng gia anh Phương thôi. Lúc cắt cái giờ không ăn tăng gia gì, cắt rồi là Út đi làm đi. Dạ. Cắt rồi tao điện đi làm đi. Dạ, coi như ăn tăng gia đi. Dạ. Nay vui không? Vui anh Hậu ơi. Nằm cắt một bình được 7 bó, kêu với nó nhỏ chát quăng đó, nằm đây thiêu thiểu nè. Mà chính ai cái ghe cái xe ai đậu đậu nó ngừng ngừng nó, ai mà biết cái đâu. Dạ, đi cứ ngừng hỏi thăm. Dạ. Cái hỏi thăm từ họ mình chỉ người ta, lúc đó cũng cho vậy đó. Dạ, dạ. Có dầu nóng cho cụ sức, đỡ nhất. Dạ. Rồi nhờ mẹ không có nhức, nhờ bà nằm bệnh viện về rồi nó chỉ bên nhà thuốc, nằm bên nhà thuốc. Thuốc Nam. Vì là mấy phần quà này cảm ơn chú Phương nhiều hơn chú Phương. Dạ, với anh Bùi Hồ với anh Một Đồng. Dạ. Có gặp anh Phong Bụi, gửi lời anh Phong Bụi mạnh khỏe, ăn với chị Tưởng chị Miệt. Dạ. Dạ. Anh Phương anh cũng về đây được có mấy tuần rồi anh đi nữa rồi. Dạ. Lâu lâu lắm anh mới về lần, 7 năm anh Phương ha. 7 năm mới về một lần. Dạ. Nay coi như hữu duyên ha. Dạ. Anh Phương thấy mấy cô chú ở đây sao? Cô so với cuộc sống bên anh thì sao? Không dám nói. Không dám nói. À, chị anh trên cái lời nào cũng nói với anh Phương không? Cũng như là quý mạnh thường quân được không? Thì em biết có lời nào nói gì em xin cảm ơn anh Phương với anh Một Đồng Bừa Hồ với mấy chú mạnh thường quân đi. Thấy thấy mà chân tình đói khổ này kia giúp được phần quà thì tôi mừng lắm, rất mang ơn á. Dạ. Mấy cô mấy chú. Mang ơn là biết sao không cậu? Cụ phải sống 100 tuổi. Đối với người ta tiền ta có mấy phần quà ta không mừng, nhưng mà đối với mấy đứa em là mấy phần quà này là mừng kiếm lớn. Dạ. Ôi mừng thì mừng cũng phải lớn chứ. Em cũng mừng, cũng rất mang ơn mấy chú mấy anh Mạnh Thường Vân với anh Phương. Chú Phương và với anh Bùi Hồ với anh Một Đồng chưa biết nói anh gì. Từ ở Vĩnh Long là đi xe lên 100 hơn 100 cây số. Dạ. Lên nhà em là đi lên đây liền luôn á. Dạ. Không nghỉ ngơi gì đó. Dạ. À, anh nói tại vì thời gian gấp rút lắm. Dạ. Anh liên hệ với em là cũng gần gần
gần tháng rưỡi anh Phương. Thấy mấy hoàn cảnh của chị cô chú rồi thấy. Nói ngay các cái nhà thì khó khăn mà cũng nhờ anh em tí. Ngày hôm nay thì em cùng với lại anh Một Đồng và có được sự đồng hành của anh Phương cũng như là trước đây có Quý Mạnh Thường Quân cũng đã biết đến cái hoàn cảnh của mình rồi cũng nhờ Quý Mạnh Thường Quân san sẻ những cái yêu thương để giúp cho mình có được cái nơi ăn nơi ở nó cũng ổn định hơn tí xíu. Và mấy anh em cũng vui hơn nữa là khi mà mình có được ngôi nhà. Hơn mấy chục năm qua, cả đời của cụ 75 năm thì chắc đây là lần đầu tiên có được cái ngôi nhà cho mình, nó không còn trong trên sống cái cảnh sông nước mà tối phải mưa, phải sợ mưa to gió lớn, phải dừng, phải tát nước nữa. Đó cũng là hạnh phúc. Chứ có thể là từ đây về sau cuộc sống của mình sẽ khá hơn. Thì mình đâu còn lo cái cảnh mà phập phòng mà ngủ không được, rồi sáng đi làm cũng không xong. Bây giờ cũng ăn ngon ngủ yên thì sức khỏe nó đi lên rồi từ từ nó dư dả ra. Quan trọng là mình phải cố gắng lao động. Em biết cuộc sống của mấy anh mấy chị tiết kiệm đồng tiền lắm. Ví dụ làm 35 ngàn để chứ ăn chừng 5 ngàn, còn lại 30 ngàn để dành. Có dịp về đây thì em cũng thay mặt cho anh Phương chúc cho bà với lại mấy chị luôn có sức khỏe dồi dào. Hôm nay cho tiếc cái mấy bé nó đi học rồi. Không được gặp hết mấy bé để chia cho tụi nhỏ nữa mình có oxy xì nắp. Tôi nói là đen hết trơn đây kìa. Nó gỗ, nó bay hoài gì. Nhỏ này là nhỏ chưa được đi học. Nhiều đi học hết rồi, nhỏ 6 tuổi mà nhỏ xíu đó. Thôi thôi cụ, con với anh Phương với anh Đồng về luôn ha. Con cảm ơn đèn ơi, cháu với mấy chú. Gửi lời thăm cô tử khỏe hồi. Tính đãi học dịch nữa thôi, giờ chia bao mà tiền ơi. Để học dịch khô. Mà mấy chú qua nhà tôi. Cũng tới đây rồi cũng tại ngày mai này còn còn đi một sớm nữa. Rồi chiều nay phải tranh thủ về người nhà em. Chưa ăn cơm nữa chậm. Qua nhà cô dùng cơm cái đi rồi hả đi. Thôi để khi khác đi, để cho nhiều lụm nhiều trứng vịt đi. Chứ bây giờ có mấy trứng ăn hết sao? Chị mà vui á chú. Ăn hết chị mà vui. Cũng gắt đổi mang quà mấy cô mấy chú hết luôn nha. Các cô tử lớn. Các cô các chú. Gia đình anh Phương cũng dồi dào sức khỏe. Từ nửa dòng trái đất chứ nhiêu. Bây giờ bình thường là ảnh bên Mỹ là buổi tối rồi. Bây giờ là 3 giờ khuya. Bây giờ là 3 giờ sáng, cách nửa dòng trái đất. Cũng không có xa lắm. Thôi chắc có lẽ là mình về anh Phương ha. Anh Đồng ha. Thôi một lần nữa em anh Phương cũng như Quý Mạnh Thường Quân chúc cho bà luôn có sức khỏe. Các cô các chị luôn làm ăn càng ngày còn khám phá, khám khá. Với cô gửi lời ông cô tử khỏe nha.